Chào anh em á, mình giới thiệu anh em cây đèn đèn sạc của Nhật. Nói chung là hàng Nhật bãi thôi, Trung Quốc xuất Nhật, mở ra luôn cho anh em coi. Bên trong trong nó gồm cái thân đèn lớn này, là cái khói pin. Pin hiện tại là nó đang là 12 xe pin đó. Cái mạch nó nằm đây là mạch sạch sẽ à. Nó dùng cái con này để điều khiển nè, như là con sạc hay sao mình đón đại hai con này. Chứ cái mạch vậy đây, mạch nó làm chuẩn. Thường đèn led là nó quản lý bằng một mạch nhỏ nhỏ vậy nè, công suất vài chục watt có cái mạch nó mới được. Còn mình câu trực tiếp thì nói chung là nó vẫn ok, xài nguồn tổ ong nó vẫn ok. Nhưng mà khi mà tại mình xài bằng pin li-ông, cái lúc mà cái áp nó sụt xuống cái đèn nó thay đổi. Còn anh em xài bằng nguồn tổ ong thì bình thường nó vẫn giữ ổn định cái đó. Và tốt nhất là led thì xài nguồn dòng, đây khói pin của nó. Thì những cái đèn này nó xuất qua Nhật, nó gia công ở cũng ở Trung Quốc thôi nè. Pin là 14V8, là 16V8 và 14V4 á. Nó ghi vậy thôi, 7800 mAh pin 186. Nó ghi là LG phải không? LG 18650 ha. Cũng được. 2 4 6 8 10 12 cell, một cái mặt nhỏ bảo vệ đèn, đèn bảo vệ ở đây. Thì cục pin nó sẽ nằm ở đây. Đó. Nằm ở đây chứ. Thì con chó mình hay đi bán ngang rau cái nào nó kêu. Nó đang có cái gì mình mở ra anh em coi, sợ cái màn chứ sợ nước là nó rỉ sét pin với mạch ha. Còn này nó trắng tinh luôn, tại nó có ron chống nước mưa đó, mưa thôi. Mình về mình có anh em có xài nước, anh em kỹ là mấy cái kiểm tra bằng đó đây, nó có tráng keo hết mấy cái giắc điện ha. Nhưng mà mình xài nước thì mình kỹ lại nha, kỹ lại. Ở đây nó là rồi một cái chân để nè, anh muốn treo lên thì mình bắt hai ngóc vô đây ha. Hoặc là bắt ốc đây cũng được, đi vô cái trụ sắt tròn mình bắt ở đây thôi. Có chỗ có ốc để mình cấy luôn, có răng sẵn đây nè. Đèn là hiệu là này nè, Nichido nè. Mức 2 thì cao nhất là 4 tiếng rưỡi, mức lâu là 7 tiếng thôi. Còn nước này cũng gì 5 tiếng. 14V4 á, ở đây ghi 14V8, hoặc là nó ghi 16V, nó là hệ là 4S á, 4S. 4S là 12 cell, vậy là mỗi S là 3 viên. 7800 mAh. Là 10 khoảng 14.8 nhân 7.800 mà em ra tính được cái công suất ở đây ha, là nó để là hát đèn là 30W ha, ra là 30W. Đây nó gồm cái giắc sạc đó, đây đây nút lại một cái nút mở đèn. Cái nhưng cho review trước, cái nhưng đèn này nhưng led lớn á, kiếm đồ còn ok, dính dơ á, mình hoàn toàn là không có chùi rửa vậy đó. 23 nè, 23 cm, cao là 18,5 cm, rộng á, đủ cái xá đó. Đèn này tiền ship chắc cũng phải tầm thành phố thì không đáng kể nha, nhưng mà đi tỉnh này có nặng cũng phải cỡ 4 kg thì nó cũng hơi 50-60 ngàn anh em. Sơn là cũng đẹp như mới, là nó dính này là cái ba những cái bụi công trình, bụi sắt công trình nó dính vô thôi anh em. Cái sơn nó chưa có tróc thôi nha anh em, vậy anh em làm đẹp lại mình để nguyên bản. Đây bên đây còn tem thông số nữa, 30W, độ sáng là 3300 lumen, là cũng sáng lắm nha, 3300 là cũng được rồi. Đang bán qua thị trường Nhật nè, có chữ ok rồi. Rồi test.
sáng xem thấy cái đèn mình quay phim không? Nó là nó trắng hơn cái đèn quay phim nhiều ha. Nứt giảm nè, mất luôn rồi. Giờ có hai nấc hả? Một nấc, hai nấc. Ừ, có hai nấc à. Còn cái kia là thời gian gì á nè. Không biết anh em dịch ra. Nhấn cái. Cực kỳ sáng luôn. Thích hợp làm công trình hai chế độ sáng. Xong rồi mình ráp vô luôn cho nó sáng chút rồi. Pin còn sạch đẹp thấy cũng ok lắm nha anh em. Kính đâu còn nguyên vẹn. Đây có báo pin luôn nè. Cái này là thời gian sạc tối ưu cho pin đó, 5 tiếng. À, có cục sạc luôn, mình lấy cục sạc giống vậy nha. Đang tìm, không có cái này là cái cục là hình dạng nó giống vậy nè, 2A. Nó phải là 16V8 mới đúng. Ở đây là mình lấy cục này làm mẫu thôi, cái kia hình dạng ngoài nó giống vậy. Rồi chưa tìm ra. Có thì đi mua khác cho anh em, để cắm điện 220 xài luôn. Cắm điện 220 sạc vô đây.